Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm nay có xây được nhà hay không? Năm nay tôi tuổi này, tuổi kia có làm được nhà hay không? Hay hướng nhà tôi như thế này thì có xây được hay không? Đó là những câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên hỏi, cũng như là nhờ thầy Gia Cát và đứng hỗ trợ lý của thầy tư vấn. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những câu hỏi đó thì hôm nay Phong thủy may mắn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý anh chị, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 về các hung vận khí tương hướng và năm 2020 canh tí nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, giúp cho ngôi nhà của mình có được cát khí, vượng khí, giúp gia chủ sinh sống trong đó được bình an, may mắn, sức khỏe, an khang, tài lộc tấn tới. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nạp âm ngũ hành là lộ bàn thổ, đa phần là người có chí khí, cả đời khoan dung, hồi nhỏ gặp nhiều tai họa, trung niên dần dần phát đạt, vợ chồng hòa thuận. Năm 2020 canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thổ đồng khí tương liên, vậy nên mệnh chủ sẽ cần chú ý những bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh liên quan tới dạ dày. Ngoài ra cần chú ý thêm các bệnh liên quan tới tai mũi họng. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, vậy nên trong năm này những gia chủ tuổi Tân Mùi dễ bị hao tổn tài lộc, gặp phải nhiều sự cố cần bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác, không để phải chịu thiệt, tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Năm nay công việc tuy có sự trợ giúp từ bạn bè đồng nghiệp trang lứa nhưng vẫn phải đề phòng với những người không quen bị tiểu nhân xen vào, chớ vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để kích hoạt tài lộc cho gia chủ tuổi Tân Mùi, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân hợi mã mùi theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Nam mệnh tuổi Mùi 30 tuổi, năm nay gặp thủy diệu chiếu mệnh, thích hợp đi xa, đi công tác, đi du lịch, tài vận thì tương đối cao. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ 30 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ gặp phải kim lâu. Và năm canh tí thì gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 là 30 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, mệnh chủ Tân Mùi sinh năm 91 cần tránh các năm tam tai tị ngọ mùi. Năm nay là năm 2020 canh tí, theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà thì các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát ban đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế ban đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích các cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi và nguyên lý hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung, thầy Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhập nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp cả hai thông tin trên, các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận.
Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu phạm phải những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mậu Long Biến Vạn Sát, sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân linh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì khác bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi phù hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này thì gia chủ cần phải chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung hoạn sẽ dẫn tới tổn thất về nhân định. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí tương ứng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mệnh. Với nam mệnh Tân Mùi sinh năm 91 sẽ thuộc cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch là hướng Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng Đông Bắc Hỏa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát và Tây là Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm 3 sơn nhâm tí quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại tí hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tí tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới, cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Tân Mùi sinh năm 91, nam mệnh, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà này thuộc Đông Tứ Trạch hợp hướng được di niên. Đây là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xuất đại vượng. Đây là hướng đẹp, phù hợp với mệnh chủ. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Tam Bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp, trộm cước sẽ đào tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu, sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận càng cần đặc biệt chú ý. Nếu có muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, Phong thủy May mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mộ Long Biến Vận Sát, Ngũ Hoàng Đại Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân định trong nhà. Đối với những gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Nam gồm 3 sơn bính ngọ đinh có giải độ số từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát.
Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng, được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng với là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Ác sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với gia chủ Tân Mùi sinh năm 91 sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Do nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ Tân Mùi sinh năm 91 sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát, kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất và sẽ có độ số trên la kinh từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bàn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm bốn long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm thì được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu kéo sức hòa vào thân. Với nam mạng tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh xây nhà vào hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng, được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tượng quán là trấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tử và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Còn đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyển sát, bộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Còn về hướng tây gồm 3 sơn canh dậu tân có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng.
Tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc tay tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tường khoái lạc hàm, chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Hướng Tây Bắc thì gồm ba sơn Tuất Cản Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đào đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác, nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ khác. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất, cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Tân Mùi sinh năm 91 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu có tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Hướng đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần, có giải đồ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần phạm mộc kỷ đối thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Mùi nam mệnh sinh năm 1991 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc tây tứ trạch nên không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam, tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc mèo khổ nên xấu vô cùng. Do nhà hướng tây bắc và hướng đông bắc kết hợp với tuổi gia chủ Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ ba ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng gia chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần phải chú ý trong khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng thì gia chủ cần sử dụng các phương pháp chấn hương trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn, cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Tân Mùi sinh năm 91 khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi, việc khảo sát lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận, bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng đông nam gồm ba sơn thìn tống tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sau lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tị, phạm mộ lòng biến vận không nên xây mới. Nếu xây mới chọn tháng cát lành, tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí và làm.
Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ Tân Mùi, sinh năm 1991, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y. Thuộc sao Cừ Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng nếu nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cửa nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Còn về hướng tây nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020, sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được hát cho lắm. Hơn nữa, sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc tây tứ trạch không hợp hướng, phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về chuyện thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Do nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ ba ta đã phản luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần chú ý trong khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương chặt đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an may mắn, cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh tuổi Tân Mùi sinh năm 91 khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải kỵ phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Tân Mùi sinh năm 91 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.